Wow. Hình ảnh chúng anh em thì đây là chiếc tàu cái quá bự ha. Ôi, gò má sệ vuông. Chiều ngang của chiếc này là 6m8 đổ lại nha anh em. 6m8 đổ lại, bự lắm. Chiều dài của nó là khoảng 26m đổ lại ha. KR95632 TS. Mình ra sau phần chân dịch mình coi nha, nó chạy chân dịch gì nha. Mình cũng đã thấy cái bánh lái nó gỡ ra rồi nè. Quá bự rồi. Trời ơi, hàng khủng. Hàng khủng nha anh em. Wow. 5 cánh. Hơi chân dịch 5 cánh, nó bự. Bánh lái gỡ ra rồi. Chắc cắt bỏ phần đó ha. Rồi đắp vô lớp keo lại. Cái lắp bánh lái này 90 ly nha. Cái lắp bánh lái 90 ly. Bánh lái sắt lắp keo. 90 ly. Lá ký sắt luôn. Cái lắp chân dịch này 140 nha anh em, 140 ly. Chân dịch thao 5 cánh. Này chắc chạy 14 tua rưỡi quá. Tao lái nha. Quá trời cái chân dịch rồi. Chân dịch này cỡ 3m4 á anh em, 3m4 á. Tức 2 tấn mấy nữa. Rồi chắc thay bạc ha. Thay bạc cao su. Cả trí tuệ nằm đây chờ sẵn nè. Lần đầu tiên mới thấy cho bạc 14 tua rưỡi. Lát 140. Cái phần lã ký này quá trời, cái ống mà, cái ống này chắc 200 quá, bự. Trời ơi. Khủng thiệt. Cũng nghe anh chơi đồ hàng khủng không. Rồi mình lên được ghe rồi nha anh em. Quá rộng rồi. 8m mấy mà. Cái xa ha. Cố gắng camera luôn nha. Đuổi. Quá trời. Cái dàn quạt này là để quạt phơi mực khô nha anh em. Máy K38. Hộp số là 14 tua rưỡi ha. Cái dàn quạt này không là nhìn dữ ha. Mấy chục triệu rồi. Xài bồn keo. Bồn máy cà bá. Máy quá sạch. Và nghĩ của anh em ngư phủ ha, thì các bạn biết là khi mà chiếc ghe nó chúi xuống á là mỗi anh em là có một cái võng gì nè đó, toàn bộ là trên ghe tàu cái thì có 20 người thì có 20 cái võng đó, mình sẽ nói thêm cho anh em biết đó. Trên đây là chỗ ngủ của mấy anh em ngư phủ nè đó, mỗi người cái võng nè đó, thấy không? Ở bên kia là có 1 tầng nữa, đường đi lên nữa bên đó đó ha, đi lên thì cũng giống vậy ha. Cabin thì cabin 3 tầng nha. Cái máy này là 1350 mã lực nha anh em. Đó, hộp số 14 tua rưỡi. Nhìn rất là thì hộm phê. Chạy cái xác tàu là 6m mấy, nói chung là 6m8 đổ lại đó. Thật quá sạch nha. Phàm lắm. Một cái máy đèn nè anh em. Chạy máy Hilo 6 nha. Máy phát điện Hilo 6. Để không lái nè. Xài rời nha. Không có xài hộp liền luôn. Xài rời. Chuyền bánh xích. Mới biết lần đầu luôn.
cũng mới lên ụ luôn nha. Chiếc này tàu đực nha anh em. 94454 TS. Cái trụ hàng hải thì hơi nhỏ, ngắn ngủn à. Cẩu hai chân. Chân vịt thì rút ra rồi. Chân vịt rút ra đem đi ép rồi ha. Mới lên ụ luôn. Còn xài lô thùng nữa nha anh em. Chiếc này xài lô thùng. Đó. Không có thang với không quen biết chủ ghe cho nên là mình không có dám lên ghe quay máy nha anh em. Chiếc tàu đực này dài cỡ 24m nha anh em ha. Trước mũi em nói nha. Gò má sẽ tròn nha anh em. Chiếc này gò má sẽ tròn, không có sợi vuông ha, nhìn đã. Chiếc này bề ngang khoảng 6m2 đổ lại nha anh em, 6m2 trở lại thôi nha. Chiếc này anh quản lý anh mới cho mình thông tin là được biết á, đặt K38 nha anh em, hộp số 14 tua nha, chạy chân vịt 3m2, 3m1 gì đó, nói chung là cỡ 3m3 đổ lại đi. Đó. Tại vì đó là người ta muốn gọn ha, một ống bô thôi, cho nên là đặt một ống bô nha. Đó, máy K38 đặt một ống bô luôn cũng được luôn, tùy theo chủ thôi ha. Tàu đực à, mình thấy cũng có chiếc tàu đực này mới lên ụ nha anh em ha, xài cẩu chữ Y đó. Trụ hàng hải nè, công dụng của trụ hàng hải là gì ha, rồi treo đèn treo gì đó, không có xài sàn khô luôn. Chắc lên ụ để sơn phết thay bạc lại hay gì đây, bắt cái vàng mài rồi nha anh em. Xài lô bả ha. Ờ, cái chiếc này là có cặp sắt vô cái tiếp luôn nha anh em. Đó. Quá. Wow. Quá đã. Cặp sắt 3 phần nha anh em. 3 phần. Bù lon 16 ly ha. Bảo vệ cái tiếp luôn. Chiếc này chơi lỡ ký sắt nha anh em. Đó. Cái láp 127 ly nha. Chân vịt nhôm 3m15. Thổ lái nha. Bánh lái chơi inox luôn trời. Bánh lái inox. Chân vịt nhôm 3m15. Quá phê. À có chỉ số đây. 957 kg. Chân vịt này 957 kg nha anh em, lúc mới nha. Giờ sụp xuống rồi. Ồ, cái láp đây. Cái láp bánh lái 90 nha anh em. Cái láp bánh lái 90 ly. Ờ có chơi cây chổi hòa tiễn ở đó nữa kìa. Ha. Trên cây dưới cây nha anh em. Hòa tiễn này cũng vừa. Ha. Wow, chơi bô inox luôn nha anh em. Đó, cây bô inox nè. Rồi cái cây treo gỏi ghẻ đó ha. Inox luôn. Quá sang. Góc lái lắp inox luôn. Gò má. Đó, sợi tròn, phê. Đúng không? Ờ trước mũi nó bị chóp keo nha anh em. Bây giờ mình quay sơ lược ha. Cho các bạn xem để mà thấy những gì ngành nghề biển ở Kiên Giang này ha. Làm cái gì, sửa chữa cái gì ha. Tàu lên nụ làm cái gì. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye nha.